Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, với chủ đề tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 được tổ chức từ ngày 1 tháng 5 đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2024. Các nội dung chính trong tháng hành động là gửi và phát các thông điệp, tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền chủ đề, nội dung hoạt động của tháng hành động, tổ chức các đoàn xe lưu động tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động, tổ chức các đoàn kiểm tra theo chuyên ngành hoặc liên ngành về an toàn vệ sinh lao động trước, trong và sau tháng hành động. Nội dung kiểm tra tập trung vào các ngành nghề, lĩnh vực có nguy cơ rủi ro cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sử dụng thiết bị áp lực và thiết bị nâng hạng cấp kim loại, xây dựng chế biến vật liệu xây dựng, hóa chất, điện, khai thác chế biến gỗ, dệt may, da giày, việc sử dụng kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, công tác huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động trong các cơ sở sản xuất kinh doanh.